Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để mà mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ không ở nhà và hồi sinh với em khủng long nữa. Và mình sẽ đi ra ngoài để mà khám phá thêm nhiều thứ nữa nha các bạn. Sau lưng mình có một con chuột chuỗi nó bị rớt xuống nước nè. Con này thì nó rớt xuống nước rồi và nó không thể lẩn trốn vào trong đất với cát được nữa rồi. Chết mày rồi nha con. Rồi để mình cùng coi thử coi cái khu rừng này nó còn có cái gì hot nữa không. Nó có một con nai ở đây các bạn ơi. Deer. Và một con voi con. Elephant. Một con voi con thôi. Con này chết rồi, nó rớt xuống dưới mất tiêu luôn. Trời ơi, nó hàm nhảy nhót quá nên nó rớt xuống dưới rồi các bạn sẵn tiện thì mình cũng đi xuống dưới. Có hóa thạch luôn nè. Và mình sẽ dùng cái cây cúp có Enchant Archaeology để mà đào ra nha các bạn. Enchant này nó sẽ cho mình rớt cái Scarab Gem nha. Những cái viên ngọc rất là quý hiếm trong cái mod này đó. Nhưng mà nãy giờ mình chưa có tìm được. Thiệt là đáng buồn quá đi. Dưới đây có gì không? Có vẻ là không có gì rồi. Chắc như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ tiến hành tìm đường đi lên trên thôi anh em ạ. Tìm đường lên trên thôi, phải đặt block để mà lên trên. Ở đây mình sẽ đào thêm mấy cái block mới nữa nha. Mình không có đem theo bất cứ cái block nào cả nên hơi bị cực khổ một xíu. Mấy cái này thì mình sẽ dùng cái xẻng kim cương để mà đào ra cho nó lẹ luôn nha. Cái xẻng cái tốc độ nó đào ghê quá các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái khu rừng này luôn nha. Coi thử nó còn cái gì không. Có một con chuột ở đây nè. Trời ơi, con này các bạn có thể giết nó để mà lấy thịt được nó nha. Con chuột có chút xíu à. Và đây là một con voi. Có vẻ như là cái con voi voi mẹ anh em à. Hồi nãy là voi con thôi. Bên đây nó có một cái hang đúng không? Không phải là một cái hang. Trời ơi, làm tôi cứ tưởng nó là một cái hang chứ. Đây mới là cái hang thật sự nè. Có cả hóa thạch luôn. Quá là xịn. Dưới đây có cái gì nữa vậy? Một cái lỗ để mà dẫn tới một cái hang cực kỳ sâu nữa và có sắt nè. Quá đã luôn ha. Sẵn thì mình cũng sẽ lấy thêm sắt nè và cố gắng đào thêm kim cương. Chắc tập ngày hôm nay chúng ta sẽ thay đổi ý định là đi mai đi ha. Để kiếm thêm sắt nè, kim cương và scarab gem nha các bạn. Than thì mình sẽ hạn chế lấy thôi. Có cái dòng nước ở đây nè. Hóa thạch lụm hết luôn nha các bạn. Hóa thạch. Lại là sắt nè. Gặp mấy cái này chúng ta cứ vờ vét hết thôi. Nhà đang thiếu mà, cứ lấy hết. Trời ơi, xịn nhiên. Chỗ này là một cái đường cục rồi. Để mình coi thử. Quay trở về cái lối hồi nãy đi. Một cái đường bên đây mình chưa đi nè. Và đây. Các bạn thấy không, một cái động nó rất là lớn luôn. Có con skeleton luôn nè. Giết mày luôn, skeleton hả mày. Rồi, mình sẽ tiến hành cắm đuốc rồi đã. Không cái bọn quái nó sẽ xuất hiện và nó tiêu diệt mình mất. Hóa thạch và sắt là chúng ta sẽ.
Và sao cái chỗ này cobblestone nó nhiều quá ta? Có vẻ như là có một cái con sông lava nó chảy dọc theo cái nguồn nước các bạn à. Rồi, để mình lấy hết cái số sắt cũng như là hóa thạch ở đây trước cái nha. Quá là nhiều luôn. Ồ, và cuối cùng nó cũng đã rớt ra được một viên Scarab Game rồi. Trời ơi, đào nãy giờ. Xịn dữ các bạn. Còn gì băng nữa? Ở đây có một con Reaper nè, mình sẽ dụ nó qua bên đây nha. Đi qua đây. Có hai con xương luôn. Cho nó nổ banh xác luôn. Một con chết rồi, con này cũng chết luôn rồi. Có con xương khác nó xuất hiện và nó bắn trúng cái con zombie rồi các bạn ơi. Để mình coi, hai đó một. Ủa, sao hai con zombie nó đứng yên vậy? Nó không đánh lại cái con xương hả? Trời ơi, cái bọn zombie ngu ngốc này. Có vẻ nó không có đánh đồng loại anh em à. Mình với tụi nó đang nhìn nhau nè. Trời ơi, không hiểu vì sao luôn. Rồi, con zombie đầu tiên đã chết. Tới con thứ hai. Mình sẽ chờ xem cái con thứ hai nó sẽ bị hạ gục ra sao nha. Con xương này nó tỉnh dậy rồi anh em à. Mình phải dứt nó mới được. Mày chơi mà tỉnh dậy hả? Con zombie này nữa. Hai đứa mày làm gì mà lâu vãi chưởng ra luôn. Làm chờ nãy giờ à. Rồi, để mình lấy thêm sắt cũng như là hóa thạch đi. Đã chưa? Lại có thêm sắt nữa các bạn ơi. Bây giờ để mình tiến hành mình dọn dẹp đồ cái đã. Được một viên Scarab Game là ngon rồi. Thì mình sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều Scarab Game, tại vì mình đang cần nó cho cái tập kế tiếp nha. Cũng như là kim cương nữa. Mình cũng cần hơn 30 viên kim cương cho cái tập tiếp theo đó các bạn ạ. Rồi, ở đây để mình khám phá thêm mấy cái ngõ ngách của cái hang này cái đã. Có hai cục sắt ở đây, nó tính trốn tôi hay gì? Ở đây nó còn đường ly lên nữa nè. Để mình coi cái đường này nó sẽ dẫn đi đâu nha. Người sói. Chết tôi rồi. Mình quên em phải kiếm vàng các bạn ơi. Rồi, xong luôn, ép hóc mình luôn rồi kìa. Các bạn có thể nhìn máu cái con người sói nè. Nó gấp đôi mình luôn đấy các bạn à. Thôi, để mình chém tạm nó đỡ bằng kiếm cương mới được. Hy vọng mình không hẹo. Chắc tôi không có hẹo đâu. Cố lên. Mình đang bị ép trong góc các bạn ơi. Thì là khó khăn quá đi. Mày nè, người sói nè. Mấy con người sói này á thì ban đêm nó mới hiện hình nha các bạn. Còn ban ngày á nó chỉ là những cái con người bình thường thôi. Và nó rớt cho mình táo vàng cũng như là một cây kiếm bằng sắt luôn. Quá đã. Ok, để mình coi qua đây còn cái gì hot nữa không. Còn miếng khoáng sản hay là miếng hóa thạch nào ở đây không? Hóa thạch. Và ở đây chúng ta có được một cái hồ lava. Và có cả vàng ở đây nữa. Trước tiên có vẻ như là mình không có đem theo cái xô nước rồi. Nhưng mà mình có tạo một cái xô, chắc tí mình sẽ múc nước sau nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành đi lấy vàng trước đi. Rồi, mình sẽ cần lấy thêm một vài cái viên đá để mà lắp một cái cầu vượt qua cái hồ lava này mới được. Cái hồ lava này nó nguy hiểm quá. Đó, vượt qua cái hồ này đi. Ok, ở bên này nó có sắt nè. Chắc mình sẽ đi, mình lấy sắt luôn đi ha. Chúng ta sẽ cần khá là nhiều sắt để mà làm cái chuồng á các bạn à. Một vài loài khủng long thì nó sẽ không có thể phá hủy được những cái block như là sắt, kim cương và kính cường lực. Những loại block nó rất là cứng luôn đó. Cái gì đây? Volcanic rock và redstone. Volcanic rock là đá núi lửa đó các bạn à. Các bạn có thể dùng cái loại đá đó để mà trang trí được đó. Nhìn nó đen thui à. Đen xì luôn. Rồi. Hóa thạch nè. Wow, đào ra hết luôn. Lại là volcanic rock nữa nè các bạn ơi. Rất là nhiều đá núi lửa cho chúng ta luôn. Rồi, để mình đào một cái đường thông qua cái bờ bên đây cái đã. Mình thấy bên này nó có một cái bờ nữa đó. Đây rồi, chúng ta đã thông qua được rồi nè. Đó, và đây. Kim cương. Cuối cùng mình cũng đã gặp được mấy cái quặng kim cương đầu tiên rồi nè. Và cái cúp mình thì không có fortunes. Thôi, ráng chịu vậy. Được 6 cục. Thôi, cũng được rồi. Cố lên. Kiếm cho đủ trên 30 cục nào. Bây giờ để mình tiến hành cất đồ vô cái đã.
Đó, lấy cái xô ra để mình múc nước các bạn ạ. Ở đây mình phát hiện được một cái dòng nước nữa. Rồi, cất hết đồ vào đi. Ok, cất luôn cái relic grab này luôn. Oh. Rồi, ở đây mình đang tiến hành lắp mấy cái block này lên. Ồ, được vào đây, cái gì đây? Hóa thạch đông lạnh anh em ạ. Ồ, mình có cái cấp có engine á, để cho nó đào ra được mấy cái thịt đông lạnh đó. Rồi, để mình đổ nước xuống đi. Chỗ này nó nguy hiểm quá. Đổ nước xuống cho nó mất cái phần lava này đi mới được anh em ạ. Ồ, nó biến thành obsidian hết rồi nè. Ok, dưới đây thì không có gì. Phải đi lên mới được. À, bên đây có một cái hồ nè. Ây da, cái con xương này đứng sau lưng làm tôi giật tới mình. Rồi, xuống mà chiến luôn. Con xương này chơi cái trò gì đâu không à. Rồi, để mình khám phá nốt cái hang này luôn nha các bạn. Wow, hình như chỗ nào mình cũng khám phá hết rồi nè. Một cái hang khá là rộng nhưng mà mình đi cũng rất là nhiều đấy ha. Ồ, có than luôn nhưng mà mình không lấy than đâu. Dưới đây mình cũng không có đi xuống đâu. Mình cảm thấy dưới đó nó không an toàn cho lắm. Đây, hóa thạch. Gặp hóa thạch là cứ lấy thôi. Quen tay hết rồi. Chắc mình phải tiến hành xuống đây và đổ nước ra thôi các bạn ạ. Đổ nước ra thôi và lấy cái hóa thạch này nốt. Ok, đào qua bên đây coi thử có gì hot không. Chúng ta sẽ đào qua bên đây. Ồ, hai bên nó thông nhau hả? Trời ơi, và nó có được mấy cục hóa thạch đông lạnh nè. Đào ra luôn. Ồ, nó rớt một cái cục thịt đông các bạn ạ. Lại là cái con skeleton này nữa. Mày hả con? Cho mày chết queo luôn. Skeleton. Rồi. Ây da, cái hóa thạch chỗ này nó bị lỗi nè. Ồ, phải xuống một ô như vậy thì nó mới không bị lỗi các bạn ạ. Khổ quá. Chỗ này toàn là obsidian thôi. Ồ, chỗ này được nè. Mình sẽ tiến hành đổ nước ra. Đổ nước ra thôi. Đó, giờ nó biến hết thành obsidian. Chúng ta còn có đường để mà đi chứ. Wow, ở đây nó có. Ây da, mình đổ lộn ô. Ở đây nó có khá là nhiều sắt anh em ạ. Lấy hết. Rồi, tiếp tục qua bên kia luôn. À, qua bên đây luôn nha. Để mình đi lên trên coi thử có gì không. Ủa, cái chỗ ở trên này mình đi rồi hả? Ồ, và cái đường này quen quen các bạn ơi. Hình như là cái đường hồi nãy mình đào nè. À, hồi nãy mình bắt cái cầu ở bên đây đó các bạn ạ. Trời ơi, đi nãy giờ mới nhớ. Thôi, sẵn mình sẽ tiến hành mình đào một cái đường thẳng luôn nha. Vì đây cũng là tầng thứ 11 nên là chúng ta cứ đào như thế này đi. Hy vọng nó sẽ có được kim cương anh em ạ. Ồ, sắt nè. Ui, kim cương. Có được thêm 4 cục. Quá xịn luôn. Trời ơi, thế là chúng ta được 10 cục kim cương rồi nè. Quá đã. Mới nhắc cái là có kim cương luôn. Còn gì bằng nữa. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đào nốt cái đường này luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ đào maximum qua bên kia luôn. Coi thử nó có dẫn qua cái bờ nào hay không. Redstone nè. Rất là nhiều đồ luôn. Toàn là redstone với lại sắt thôi. Có cả volcanic rock nữa. Đây lại thêm redstone nữa nè các bạn à. Gặp là đào cho nó lên kinh nghiệm thôi. Mình đã đạt được cấp 51 rồi nè. Đó. Với lại trong cái bản 1.7.10 này á, thì cái kinh nghiệm á, nó tiêu hao rất là nhiều luôn các bạn ạ. Chúng ta cần phải có rất là nhiều kinh nghiệm thì mới cường hóa đồ được. Mỗi lần cường hóa nó tốn 30 cấp luôn đó. Ô, kim cương. Ơi, có vẻ chúng ta đã đào tới được một cái hẻm khá là sâu đó. Và nó có cả kim cương nè. Trời, một cái hẻm toàn là lava thôi. Ôi, hai cục kim cương ngon lành canh đào. Còn như xịn hơn nữa. Rồi, quá đã luôn. Để mình lên đây mình lấy sắt cái đã. Đó, leo lên lấy sắt. Ây da, cái con zombie này nó theo mình lên đây luôn hả? Cái bọn zombie này giết nó mới được các bạn ạ. Rồi, chúng ta phải khám phá cho hết cái chỗ này đi. Khá là cao ha. Đúng, đây là một cái hẻm nó rất là đặc biệt các bạn ạ. Đây, leo lên trên thôi. Ồ, trên đây là một cái dòng nước hả?
Đào liền, hóa thạch là lấy liền, lấy luôn. Mình phải cắm đuốc tiếp tục. À, thấy cái con skeleton rồi nha. Mày nè, à hai con nhện luôn hả? Ây da, cái con kia đó nó leo lên đầu mình kìa. Cho mình chết queo luôn. Và một viên scarab game nữa các bạn ơi. Ủa cái con xương này còn sống hả? Hình như đây là một con xương khác các bạn à. Hai viên scarab game luôn rồi. Đó, phải như vậy chứ. Quá đã. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tìm kiếm nữa nha. Em cảm thấy rất là có động lực luôn đó. Và đây là một cái ngõ cụt rồi. Vậy thôi, chúng ta sẽ trở về nha các bạn. Lấy hết mấy cái redstone cũng như là sắt hết đi. Đâu nữa. Và cả hóa thạch nữa chứ. Kim cương nữa nè. Lại là kim cương các bạn ơi. Và lần này chúng ta đã được bao nhiêu cục đây? Có vàng nữa nè. Quá xịn luôn, vàng. Và ở đây nó có thêm hóa thạch đông lạnh nữa. Mình sẽ đào ra hết nha các bạn. Hóa thạch đông lạnh nè. Phải đào ra hết luôn. Rồi, lần này được 7 cục kim cương. Thế là chúng ta đã có được 19 cục rồi đó. Quá xịn trong một tập luôn. Đó, phải như vậy chứ. Để mình khám phá cho nốt cái hang này cái coi. Wow, lại là một cái hồ lava nữa các bạn ạ. Quá chừng quá đất luôn. Mấy cái dòng nước này nó làm mình khó đi quá à. Chúng ta phải đi xuôi dòng thì nó khá là nguy hiểm. Mà đi ngược dòng thì nó rất là lâu anh em ạ. Khổ quá. Cái gì đây? Hình như là khu mỏ bỏ hoang các bạn ạ. What the hell? Và có thêm kim cương ở đây luôn. Ngon nha. Hình như là 4 cục đó. 4 cục kim cương và phát hiện được cái khu mỏ bỏ hoang luôn nè. Đó, cái tập thiệt là xịn. Thiệt là xịn. Trời ơi, con gì băng nữa các bạn ạ. Rồi đây nữa nè. Khu mỏ bỏ hoang, sẵn mình sẽ khám phá luôn cái khu mỏ này luôn nha. Đó, leo lên và tiến hành khám phá nó luôn nha các bạn. Khu mỏ này thì nó có rất là nhiều khoáng sản cũng như là hóa thạch đó. Đâu rồi? Hóa thạch nè. Và vàng. Chưa gì đã cho tôi thấy vàng rồi hả? Emerald nữa. Hình như là mình đang ở cái vùng Extreme Hill. Nên là Emerald nó xuất hiện rất là dễ dàng luôn nha các bạn. Rồi, để mình khám phá nốt cái khu mỏ này cái đã. Có cái chest nè. Chala, có được 2 cục vàng. Và một vài cái loại hóa thạch. Nói chung là cũng được thôi. Đó, phải như vậy chứ. Bên đây lại có thêm hóa thạch nữa nè. Còn gì nữa không? Hết rồi các bạn ạ. Rồi, qua bên này. Qua bên này thì sao? Lại là mấy cái hóa thạch đông lạnh. Trời ơi. Hóa thạch đông lạnh này đào ra được mấy cục thịt đông đó các bạn ạ. Thịt đông này thì nó mạnh ngang với kiếm kim cương đó. Tưởng tượng một cái cục thịt đông mà đem đập vào đầu thì ôi thôi rồi luôn. Hèn chi nếu mà nó kiếm kim cương thì phải rồi. Phần bên này có gì hot không? Để chúng ta cùng khám phá coi. Đây, leo lên nào. Chắc mình phải đặt block để mà đi lên thôi các bạn nhảy lên luôn đi. Có một cái chest nữa. Cái chest này có được bánh mì nè. Sẵn đang đói chúng ta sẽ ăn luôn bánh mì. Ăn luôn. Đó, quá xịn. Rồi, bây giờ để mình dọn dẹp đồ cái đã. Wow, chuyến đi mai này thiệt là giàu có. Lấy cái sẻng ra chứ. Tự nhiên cất nó vô luôn vậy. Rồi. Hóa thạch và hóa thạch đông lạnh luôn. Wow, lụm hết em ạ. Lụm hết. Đó, xịn chưa. Nó cho mình cái đầu lâu kìa. Lại là hóa thạch nữa. Ở đâu cũng gặp hóa thạch quá vậy. Nhiều quá vậy. Để mình lên trên coi nào. Bên đây có gì không? Không có gì cả. Toàn là tơ nhện thôi em ạ. Nó rất là cần thiết cho mấy bạn mà đang thiếu tơ nhện đây. Vàng và bonus thêm hai em zombie nữa. Tới đây hết đi mấy đứa, giết chúng mày hết luôn. Lại gặp được Emerald nữa các bạn ơi. Trời ơi. Đó, phải xịn như vậy mới chịu chứ. Rồi, để mình lội ngược cái dòng nước cái đã. Dòng nước này nó khó đi vãi chưởng nó luôn. Phải lội ngược dòng nè.
Mệt chưa? Đó, để mình lên trên coi. Khám phá nốt cái khung mỏ này luôn nha các bạn. Quá may mắn luôn. Tập hôm nay đi mai xong mà gặp cái khung mỏ luôn rồi. Rồi, dưới đây có thêm sắt, có thêm hóa thạch nữa. Trên đây lại là sắt nè, có một cục à. Lầy lội vậy chứ. Rồi, phía bên đây thì sao? Bên đây thì sao? Nói chung là phải đi cắm đuốc ở đây mà. Để tí còn biết cái khu nào mà mình đã đi rồi á. Thì mình hay cắm đuốc thôi. Đó. Bên này thì không có gì luôn rồi. Trời ơi, ngõ cục. Có được mấy cục hóa thạch như là sắt nè. Ồ, mém tí là tôi để lỡ rồi. Cái con zombie này chơi mà trốn hả? Chờ tôi đi ra, đi ngang cái ngã tư là muốn ăn thịt tôi à? Thiệt là không thể chấp nhận được. Ủa, và đây là cái thư viện sách của cái stronghold các bạn ơi. Cái nơi mà chứa cổng dẫn tới The End đó. Wow, khám phá được hai nơi luôn. Đó, khu mỏ bỏ hoang và stronghold. Quá đã, để mình cất đồ cái đã. Trời ơi, một tập rất là xịn luôn. Rồi. Ồ, có cái rương đây luôn nè. À, nó có được một cái áo giáp nguyên. Sẵn mình sẽ thay đây luôn nha các bạn. Áo giáp mình đang bị hư rất là trầm trọng đây. Vứt nó đi. Và ở đây mình sẽ lưu cái tọa độ lại. Chỗ này sẽ là stronghold nha. Đó, lưu cái tọa độ lại cái cây. Stronghold. Stronghold mới đúng. Rồi, để mình teleport thử coi nó có đúng vị trí này không. Teleport cái coi. À, may quá, đúng rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lắp cái cầu bên đây. Để... rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi kiếm mấy cái rương nha. Thì mỗi cái thư viện á, nó sẽ có hai cái rương nha các bạn. Các bạn lưu ý để đừng bỏ sót nha. Một cái rương sẽ nằm ở tầng 1 và một cái sẽ nằm ở tầng 2 nha. À, để mình coi, cái nằm ở tầng 2 đi đâu rồi. Đâu rồi? À, đây rồi, đây rồi. Ta-la! Trời ơi, được 3 miếng sắt. 3 cái trang giấy. Trời ơi, khổ vãi chưởng. Tưởng được cái gì chứ. Ồ, chết rồi. May quá mình có đem theo kiếm anh em mà. Anh em mà đi mấy cái chỗ này á, nhớ cầm theo kiếm nha. Để mà tránh bị tơ nhện nó vướng vào á. Có một cái cầu thang khá là xịn ta. Ồ, có một nhện. Ừ, nhện độc anh em à. Có vẻ như có một cái spawn của nhện độc gần ở đây thôi. Nhưng mà thôi kệ đi, mình cứ để cho nó sinh tồn cũng được. Hey, sắt nè, hóa thạch nè. Coi thử cái hang này còn cái gì nữa không. Còn sắt và ngõ cục rồi. Thôi mình sẽ quay lại và tiến hành leo lên cái mấy cái cầu thang này nha các bạn. Leo lên luôn. Ồ, có hóa thạch nè. Haha, sẵn thì mình lấy luôn hóa thạch. Đó, lấy luôn. Rồi, chắc mình phải đập mấy cái lock này ra để mà lấy hóa thạch mới được. Ở đây thì mình đang tiến hành khám phá stronghold nè các bạn ơi. Để coi, đi lên trên có gì hết không? Ồ, sao đi lên trên lại là cái khu mỏ bỏ hoang? Chết rồi, vậy là không được rồi. Chúng ta đi lộn đường rồi các bạn ơi. Đang khám phá stronghold mà. Trời ơi, bên đây là cái đường cục luôn. Thôi, vậy mình sẽ tiến hành trở về lại cái chỗ hồi nãy nha. Ghê quá. Khám phá stronghold mà nó ra ra lại cái khu mỏ hoang lúc nãy luôn rồi. Đây, ở đây thì mình sẽ đi đường ở dưới. Wow. Đường ở dưới có gì không? Không có gì rồi. Để mình mở cái cửa sắt này coi. Ây da, cho tôi vô. Cho tôi vô. Cái cửa sắt nó làm khó mình quá. Đây, đi bằng mấy cái cửa gỗ này có phải thích hơn không? Ở dưới này nó vẫn còn đường nè anh em ơi. À, mình đang thiếu mấy cây đuốc nè. Chắc mình sẽ tạo luôn nha. Than ra rồi, lấy than ra coi. À, sẵn tạo luôn mấy cây đuốc nha các bạn. Ta-da, một stack đuốc luôn. Quá xịn cho một tập. Trời ơi, một cái rương nữa. Kim cương 3 viên luôn và một cái quần. Sẵn mình đang thiếu giáp. Quá đã luôn, trời ơi. Đó, mặc cái quần vô cho nó bảnh coi. Đó, quá xịn luôn các bạn ơi. một cái thư viện khác nữa nè các bạn. Ta-da, chúng ta được mấy cuốn sách cũng như là mấy trang giấy nữa chứ.
Gặp hoài luôn. Ờ, đây là một cái thư viện khác nha. Có hai cái thư viện trong mỗi cái stronghold đó các bạn ạ. Để mình coi tầng 2 nó còn cái gì không. Nghe nói còn một cái rương nữa mà. Mình đang đập mấy cái tơ nhện ra luôn. Hiện tại cũng đang khá là cần để mà làm mấy cái quả banh cho cái bọn khủng long nó chơi đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên thôi. Tầng ở dưới khám phá như vậy là hết rồi. Bây giờ lên trên và tiếp tục khám phá nữa nha. À, đi đường đường này chứ. Mém tí là tôi quên đường rồi. Rồi đi qua bên đây. Trước mặt mình nó có hai con bồ cạp. Và hình như mình đã tìm được cái cổng đi xuống The End rồi đó các bạn ạ. Đây rồi, đây là End Gate nha. Có mấy con cá bạc nè. Phải giết nó. Giết nó gấp. Ripper. Canh me canh chua tôi để nổ hả? Con cá bạc này nữa. Cứ canh me mà cắn lén thôi. Rồi, đây là cổng xuống The End. Mình sẽ lưu nó là End Gate hoặc là End Portal đều được nha các bạn. Thì khi các bạn chuẩn bị đủ 12 cái viên ngọc của Ender. À, 12 cái con mắt của Ender. Thì các bạn có thể bỏ vào trong đây để mà xuống The End được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá. Cô thử quanh đây còn cái gì hết không? Hết rồi đó nha. Ây da, ây da, cái gì vậy? Ôi sao hồi nãy không không đánh mình, bây giờ nó mới đánh mình các bạn ơi. Nó rớt cho mình cái gì kìa. Không thể tin được cái mấy con bọ cạp này. Một cái cúp và hai trái táo nữa hả? Hai bánh mì nữa. Cũng được. Nói chung là khám phá cái stronghold như vậy là đủ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái khu mỏ bá hoang để mà tiếp tục khám phá cũng như là đào thêm khoáng sản nha. Sau khi khám phá xong khu mỏ bá hoang cũng như là stronghold thì bây giờ mình đã quyết định trở về nhà bằng cái con đường sông nha các bạn. Và chúng ta sẽ chế tạo một cái thuyền đi. Để mà đi cho nó đã. Bây giờ mình sẽ tạo một cái bàn chế tạo. Và tạo luôn một cái thuyền nha. Đây là thuyền của phiên bản 1.7.10. Rồi nó rất là khó lái cũng như là rất là yếu các bạn ạ. Đó, rồi tí mình sẽ cho các bạn xem. Ok, chúng ta sẽ lái thử coi. Đó, lái thử cái thuyền này nào. Thuyền này thì nó không có mái chèo các bạn ơi. Hay. Nó vỡ ra rồi, trời ơi. Không thể tin được, mới nói xong nó vỡ mất tiêu luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ chế tạo một cái thuyền khác đi. Đây là thuyền của phiên bản cũ á, nên nó không có phân biệt chế tạo từ cái loại gỗ gì. Nên chúng ta có thể gộp lại thoải mái luôn. Rồi, lần này thì phải lái cho cẩn thận nha các bạn. Rồi, đi thôi. Nó tạo ra sóng kìa, nhìn rất là đẹp luôn nha. Haha, chúng ta đang du thuyền. Đang ở trên du thuyền đó các bạn ơi. Rồi, có con voi bự ở đây luôn nè. Xịn quá ta. Rồi, để mình bẻ lái cái đã. Tới đây chúng ta sẽ tiến hành bẻ lái thôi. Chết, dừng lại. Dừng lại. Mém tí là đụng rồi. Rồi, đi vô, bên đây mới đúng nè. Đó, phải đi cho đúng đường anh em ạ. Wow, có mấy cây mía nè. Xịn quá ta. Phía trước có hai con cừu nè. Hai con hổ. Ghê vậy. Mình cứ tưởng nó ra nó chặn đường, nó ăn thịt mình chứ. Làm tôi hú hồn. Và bên đây chúng ta có được mấy con mực cũng như là cừu anh em ạ. Mấy con mực nè. Mãi nhìn mấy con mực quá mình té thuyền anh em ạ. Thôi chúng ta phải lấy lại cái thuyền mới được. Trời ơi, còn một đoạn nữa là tới rồi. Mà té thuyền mất tiêu luôn. May là tôi biết bơi đó. Rồi để mình quay đầu cái thuyền mới được. Khổ chưa. Đi thuyền chi cho khổ không biết. Có con mèo nè. Trời ơi, buổi tối nó ra đây làm gì vậy? Có vẻ là mình đã tới chỗ rồi các bạn à. Chúng mình sẽ lấy lại cái thuyền này đi. Lấy lại cái thuyền này luôn. Ngon. Ngon lành. Còn cũng khá là xa đấy. Tầm 300 ô để mà tới nhà mình đấy các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ cố gắng mà đi thôi nha. Ripper hả? Ripper nè. Giết nó luôn. Mấy con này là phải tiêu diệt các bạn ơi. Chứ để nó hù mình ngoài sau lưng thì chết. Ở đây mình thấy mấy con skeleton cũng như là con nhện nè. Lên mà tiêu diệt luôn. Sẵn buổi tối chúng ta vừa đi tiêu diệt quái luôn.
Hai con này bắn hơi bị đau rồi đó nha. Cho mình chết queo luôn đi. Dám bắn tôi hả? Bên này có một con Reaper nữa nè các bạn ơi. Giết nó luôn. Đây con này phải cẩn thận. Cho nó một hit nữa. Đây. Quá xịn quá xịn. À, con skeleton này giết luôn. Đó, ngon ngon. Chắc mình phải vượt qua cái đồi này để mà trở về nhà rồi đó. Chúng ta sẽ cố gắng đi. Đúng rồi, phải vượt qua cái đồi này anh em ạ. Vượt qua cái đồi. Ồ, mà sao có con zombie kìa. Nó đánh hơi thấy mình đó các bạn ơi. Đáng sợ vậy. Leo lên đồi, leo lên núi nào. À, skeleton nè. Nhện nè, nhện nè, giết nhện luôn. Rồi, cứ bỏ mặt mấy con zombie đi. Nó sẽ đuổi theo mà không làm được gì đâu. À, mấy con rắn này mình cũng giết, giết luôn nha các bạn. Tại vì giết nó sẽ rất là trứng cho mình á. Ồ, nãy mình có giết hai con. Một con rắn đuôi chuông và một con rắn hổ mang đó các bạn ơi. Kinh khủng lắm. À, con này bự hơn nè. À, và nó đớt cho mình một cái trứng nè. Đây, để là trứng rắn nha các bạn. Trứng rắn đuôi chuông đó. Cupra Nest. Ồ, rất là đã luôn. Rồi, mình sắp được trở về nhà rồi nè. À, con xương nè. Ồ, ba con zombie luôn. Lên đây một lúc luôn đi mấy đứa. Trời ơi, lên một lúc luôn đi. Mới nói mà tụi nó sung quá các bạn ơi. Đó, mình đã thấy những cái cây cổ thụ ở nhà mình rồi nha. Ồ, được về nhà đó. Sau bao ngày đi mai mệt mỏi, chúng ta cũng đã sắp đặt chân lên cái mảnh đất của chúng ta rồi. Ta-la. Ồ, lên đây vẫn còn quái hả? Có zombie nữa nè. Zombie Creeper. Tính nổ cái công viên của tôi hả? Chơi kỳ quá vậy. Sẵn mình sẽ coi mấy con Allosaurus nó đã sao rồi nha. Coi mấy con Allosaurus nó sao rồi. Ồ, các bạn nó đã lớn hơn một xíu rồi. Chắc cái độ tuổi sinh học của nó đã phát triển lên là 2 rồi đó các bạn ạ. Rồi, ta-la, đi về nhà thôi. Cuối cùng chúng ta cũng đã được ngủ một giấc. Sau bao ngày đi đào bới vất vả, chiến đấu với bọn quái vật. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ like fanpage Fury Gaming cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.